Theo RT, trong ngày 11 tháng 3, phóng viên Evgeny Poddipny của kênh truyền hình Russia 1 đã tiết lộ về kế hoạch của Ukraine nhằm tập kích vùng Belgorod ở biên giới Nga. Đây là một chiến dịch quy mô lớn với sự tham gia của nhiều xe tăng và xe bọc thép, nhưng đã bị quân đội Nga đẩy đuổi. Ông Poddipny nói cuộc tập kích của Ukraine diễn ra vào ngày 10 tháng 3 nhằm vào quận Grevodonsky ở Belgorod. Kế hoạch tập kích do lực lượng Atan của Tổng cục Tình báo Ukraine gọi tắt là GUR chỉ đạo. Đối tượng đã triển khai 5 xe tăng, 10 xe bọc thép chở quân, pháo tự hành và một số phương tiện khác nhằm hỗ trợ bộ binh. Truyền thông địa phương cho biết lực lượng Ukraine đã cố gắng di chuyển bí mật thông qua các con đường núi, nhưng vẫn bị quân đội Nga phát hiện. Ngay sau khi phát hiện ra đối thủ, Nga đã triển khai máy bay chiến đấu và UAV để tập kích. Trong đoạn video được phóng viên Podilny đăng tải có cảnh tên lửa đạn đạo Iskander bắn nổ pháo Kessler được Pháp gửi tới Ukraine. Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng sử dụng bom thông minh FAB và UAV cảm tử Lancet để đẩy lùi đối thủ. Ông Podilny nói thêm, đợt tấn công chính xác của quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 70 binh lính của đối thủ, vô hiệu hóa 5 xe tăng, 3 pháo tự hành, một hệ thống tên lửa phóng loạt và nhiều xe bọc thép chở quân. Truyền thông Nga nhận định, cuộc tập kích nhắm vào Benkodot là một kế hoạch quân sự nhằm tạo ra sự hoảng loạn ở Nga trước thêm cuộc bầu cử Tổng thống. Hiện tại, quân đội Nga và Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này. Quân đội Ukraine cho biết Nga đang tăng cường các cuộc tấn công vào làng Novomikhailivka ở Donetsk. Đây được coi là mục tiêu cần giành được. Đại úy Dmitry Likovic là người phát ngôn của lực lượng Tavia được triển khai ở miền đông Ukraine vào ngày 11 tháng 3 cho biết lực lượng Nga đã tấn công mạnh mẽ hơn vào khu vực phía nam Marinka, nơi Nga đang kiểm soát. Nga cũng tăng cường các hoạt động xung quanh các ngôi làng ở phía tây nam Novomikhailivka, Likovic Yaroslav Chepuni, người phát ngôn của lữ đoàn tấn công đầu bộ đường không số 79 của Ukraine, nói với Newsweek rằng giao tranh đang rất căng thẳng và khó khăn xung quanh Novomikhailivka. Ông nói, Nga đang tấn công các vị trí của Ukraine bằng cả bộ binh và xe bọc thép. Ông Likovi cho hay, các lực lượng Nga muốn tiến lên và tiếp tục tấn công các làng Novomikhailivka, Heohivka và gần thành phố Krasnohorivka. Bộ Quốc phòng Nga hôm 11 tháng 3 cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công từ lữ đoàn tấn công dù số 79 của Ukraine xung quanh Novomikhailovka. Moscow cho biết lực lượng Ukraine đã mất tới 180 binh sĩ ở khu vực này trong ngày qua. Tháng trước, Ukraine nói rằng Nga đã bắt đầu tập trung nguồn lực xung quanh Novomikhailovka. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK của Mỹ, hình ảnh từ chiến trường cho thấy Nga đã tiến vào ngôi làng này Nga đã tung các nguồn lực nhằm phá phòng tuyến của Ukraine xung quanh thủ phủ khu vực Donetsk do Moscow kiểm soát trong nhiều tháng. Vào giữa tháng 2, các lực lượng Ukraine đã rút khỏi thành trì chiến lược Avdiivka ở phía tây bắc thành phố và các lực lượng Nga đã nhích dần về phía tây trong những tuần sau đó. Nga cũng liên tục tấn công về phía tây nam thành phố Donetsk và giành quyền kiểm soát làng Marinka vào tháng 12 năm 2023. ISVK nhận định Nga đang triển khai chiến dịch tấn công đa trục gắn kết gần các thành phố phía đông Bắc Svatot, và Kupians, một trung tâm đường sắt quan trọng. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11 tháng 3 tuyên bố tình hình dọc theo tiền tuyến đang trong tình trạng có lợi nhất cho Kiev trong 3 tháng qua. Ông Zelensky tuyên bố Ukraine đã chặn đứng được đà tiến của Nga giành được sau khi kiểm soát Abdiivka. Ông Zelensky cho biết tình hình đã tốt hơn nhiều so với 3 tháng qua. Chúng tôi gặp một số khó khăn vì thiếu đạn pháo, nỗ lực phong tỏa trên không và bắn vũ khí tầm xa của Nga, cũng như cường độ tấn công mạnh mẽ của máy bay không người lái Nga. Ông nói, chúng tôi đã tác chiến rất hiệu quả nhằm chống lại không quân Nga. Chúng tôi đã kiểm soát được tình hình ở phía đông, cuộc tấn công của quân đội Nga đã bị chặn lại. Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng Nga vẫn đang có lợi thế lớn về vũ khí tầm xa so với Ukraine. Mặc dù vậy, ông nhấn mạnh Ukraine đã bắn rơi nhiều máy bay Nga và vẫn đang tác chiến mạnh mẽ ở Biển Đen trong thời gian qua. Ông cũng nhấn mạnh Ukraine đã xây dựng ba tuyến công sự trên hơn 1.000 km lãnh thổ để chặn đa tiến của Nga trong thời gian tới. Nga có khả năng sản xuất số lượng đạn pháo gần gấp 3 lần so với Mỹ và châu Âu, một lợi thế quan trọng của Moscow trong cuộc chiến với Ukraine. CNN dẫn các nguồn tin tình báo phương Tây đưa tin. Theo nguồn tin từ NATO, Nga đang sản xuất 250.000 quả đạn pháo mỗi tháng, tương đương 3 triệu quả một năm, trong khi đó, một quan chức tình báo cấp cao của châu Âu nói rằng các quốc gia phương Tây chỉ có khả năng sản xuất khoảng 1,2 triệu quả đạn mỗi năm để gửi tới Kiev. Quân đội Mỹ đặt mục tiêu sản xuất 100.000 viên đạn pháo mỗi tháng vào cuối năm 2025, chưa bằng một nửa sản lượng hàng tháng của Nga. Tuy nhiên, với việc đề xuất viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đang bị kẹt ở quốc hội, mục tiêu trên chưa chắc đã được thực hiện đúng kế hoạch. Một quan chức cấp cao của NATO nói, những gì chúng ta đang đối mặt là một cuộc chiến sản xuất cục diện chiến sự ở Ukraine phụ thuộc vào việc mỗi bên được trang bị bao nhiêu vũ khí để tiến hành cuộc chiến này. Các quan chức cho biết Nga đang bắn khoảng 10.000 quả đạn mỗi ngày so với chỉ 2.000 quả mỗi ngày từ phía Ukraine. Theo một quan chức tình báo châu Âu, tranh lệch nói trên còn cao hơn ở một số nơi dọc theo tiền tuyến dài 1.000 km gây ra bất lợi cho Ukraine. Ngoài ra trong thời gian qua, viện trợ phương Tây cho Kiev dần trở nên nhỏ giọt, trong khi đó Nga đã dồn nguồn lực sản xuất quân sự tăng gấp nhiều lần trong vài tháng qua, khiến họ đạt ưu thế vượt trội về hỏa lực so với đối phương. Ukraine đang gặp khó khăn, không chỉ về đạn dược mà còn đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực ở tiền tuyến. Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine một số hệ thống vũ khí hiện đại, bao gồm xe tăng M1 Abrams và sắp tới là máy bay chiến đấu F16. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho rằng cuộc chiến chỉ có thể phân định tùy thuộc vào việc ai có lợi thế hỏa lực mặt đất mạnh hơn. Một quan chức NATO cho biết, vấn đề số một mà chúng tôi đang theo dõi hiện nay là đạn dược. Chính là những quả đạn pháo đó vì Nga đang có lợi thế sản xuất đáng kể dẫn tới ưu thế trên chiến trường. Nguồn tin trên cho hay Nga đang vận hành các nhà máy pháo binh 24 trên 7 theo ca luân phiên 12 giờ khoảng 3,5 triệu người Nga đang làm việc trong lĩnh vực quốc phòng, tăng từ khoảng 2 đến 2,5 triệu trước khi chiến sự bùng phát. Ngoài ra, phương Tây cho rằng Nga đang nhập cầu đạn dược từ Iran và Triều Tiên, thông tin mà Moscow, Tehran, Bình Nhưỡng nhiều lần bác bỏ. Quan chức tình báo này cho biết Nga đã đưa mọi thứ họ có vào cuộc chơi, cỗ máy sản xuất quân sự của họ hoạt động hết công suất. Vào cuối năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố quân đội Nga là lực lượng được chuẩn bị và sẵn sàng chiến đấu tốt nhất trên thế giới, đồng thời nói thêm rằng họ có trang thiết bị hiện đại đã được thử nghiệm trong điều kiện thực tế. TASS đưa tin, nghị sĩ Konstantin Zatulin và Sergei Tesko đã trình lên Duma Quốc gia Nga, tức là Hạ viện, một dự luật nhằm vô hiệu hóa quyết định năm 1954 của chính quyền Liên Xô về việc trao bán đào Crimea cho Ukraine. Dự luật mô tả việc chuyển giao năm 1954 là tùy tiện và bất hợp pháp vì không có cuộc trưng cầu dân ý nào được tổ chức và chính quyền Liên Xô không có quyền chuyển nhượng lãnh thổ từ nước Cộng hòa cấu thành này sang nước Cộng hòa cấu thành khác mà không có sự đồng ý. Theo đó, điều một của dự luật sẽ vô hiệu hóa quyết định đó với lý do quyết định đã vi phạm hiến pháp, vi phạm quy tắc và luật pháp quốc tế. Ngoài ra, Liên bang Nga với tư cách là bên kế thừa hợp pháp của Liên Xô và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga, gọi tắt là RSFSR, coi quyết định chuyển giao Crimea mà không tính đến ý chí của người dân Nga là một tội ác chính trị, một nỗ lực khắc phục hậu quả của hành động tùy tiện. Hiện chưa rõ khi nào Quốc hội Nga bắt đầu tranh luận về dự luật. Theo Reuters, động thái của các nghị sĩ Nga nhằm tạo cơ sở pháp lý cho Nga để lập luận Crimea chưa bao giờ là một phần lãnh thổ của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhiều lần chỉ trích quyết định bàn giao Crimea năm 1954 dưới thời lãnh đạo Liên Xô lúc bấy giờ là ông Nikita Khrushchev vi phạm các chuẩn mực pháp lý hiện hành vào thời điểm đó. Sau một thời gian thuộc đế quốc Ottoman, Crimea trở thành lãnh thổ của Nga vào năm 1783 dưới thời của nữ hoàng Catherine II. Tuy nhiên, tới ngày 19 tháng 2 năm 1954, khi bán đảo này trở thành món quà mà tổng bí thư Liên Xô Nikita Khrushchev dành tặng nước Cộng hòa Xô Viết Ukraine. Đây là món quà nhằm kỷ niệm 300 năm ngày Ukraine ký hiệp ước Pirey Aslav thống nhất với chế độ nga hoàng. Vấn đề này được quyết định tại cuộc họp của đoàn chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô trong vòng 15 phút. Hầu hết mọi người đều đồng ý. Hiến pháp yêu cầu tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý, song cuộc trưng cầu đó không được thực hiện. Crimea nằm trên một phần lục địa phía nam của Ukraine giữa Biển Đen và Biển Azov, ngăn cách với đất liền của Nga ở phía đồng bằng eo biển Hẹp Do ảnh hưởng từ lịch sử nên phần lớn cư dân đang sinh sống ở Crimea là người Nga, sử dụng tiếng Nga làm ngôn ngữ chính. Crimea có diện tích là 26.200 km vuông và dân số khoảng 2 triệu người, là điểm du lịch nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển, các vách đá ven biển và các nhà máy sản xuất rượu vang cùng những cánh đồng lúa mì, những vườn cây, đầy lê và anh đào. Đặc biệt, thành phố Cảng Sevastopol thuộc Crimea là nơi đồn trú hạm đội biển đen của Nga từ nhiều năm qua và được coi là một căn cứ quân sự giữ vai trò chiến lược quan trọng với Moscow. Bên cạnh vai trò giúp hải quân nước này đảm bảo tầm ảnh hưởng trong khu vực, Sevastopol cũng là cánh cửa duy nhất mở ra Địa Trung Hải cho các tàu chiến của Nga. Năm 2010, Nga và Ukraine đã ký kết một thỏa thuận gia hạn quyền hiện diện của hạm đội Nga ở Crimea cho đến năm 2042. Với vị trí thuận lợi ở Biển Đen, Crimea trở thành điểm nhấn chiến lược trong kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng của Nga vào thời điểm đó. Đến năm 2014, Nga tuyên bố xâm nhập bán đảo Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi mà Ukraine và phương Tây không công nhận. Crimea là một trong những điểm nóng trong cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm qua giữa Nga và Ukraine. Ukraine liên tục tập kích vào các mục tiêu của Nga trên bán đảo này. Kiev tuyên bố giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát, trong đó có Crimea. you <music>